Hello, mến chào anh em Hello. đã quay lại kênh Cá Bảy Màu của mình nha. Hôm nay buổi chiều mình cho cá ăn rồi sẵn mình quay clip cho anh em xem giải trí nha anh em. Đây là dòng Dumbo Big E bên mình này nha. Sai cá còn tôm luôn mới 2 tháng hơn thôi nè. Đó, đây là cá trống nha anh em. Rồi cái hồ kế bên là cái hồ gồng đỏ. Đó, cho con cá nó ăn thì cái cám này khá là thơm anh em. Mấy con cá nó khoái luôn. Cái hồ này hơi nhát một xíu nha, tại vì mình quay bằng điện thoại đó anh em, rồi có cái đèn mình bật cái đèn lên á, cho nên nó hơi bị dạ cái màu đi, con cá nó hơi nhát nè. Đây là cá trống Dumbo nè. Dumbo này á, em thấy nuôi nằm vàng là đẹp lắm luôn anh em, cái màu lên tươi lắm luôn ha, như clip đó anh em. Cái hồ này em hỏi nó nhiều lắm luôn, bán hết một mớ rồi nè. Đây là cá mái nha anh em, mái thì cũng không có màu sắc gì mấy nha. Wow, qua cái hồ này bất ngờ quá anh em, cái hồ Silver Gado anh em ơi. À, cái hồ cá em lên nước tảo luôn ha, cái nước màu xanh xanh á, rồi quay con cá một cái màu nó dạ lên nhìn rất là đẹp luôn anh em. Cái nước này nuôi con cá rất là khỏe luôn cho anh em. À, màu nước tảo là nuôi cá cực kỳ khỏe và sung luôn. Rồi cái hồ Dumbo bên dưới đây, cái hồ này thì em hởm hơ bán một mớ rồi anh em, nên còn leo que vài con à. Mấy con cá mái còn nhỏ còn tơ lắm nha anh em, sai cá mái bán tầm còn chưa sức được đâu, mấy con này khoảng tầm cái hồ này thì mới có tầm 2 tháng thôi nè. Bên đây cũng vậy anh em, mới vừa tách trống mái rồi nha. Ở này là cá mái không nè. Rồi này thì cá trống nha anh em nhìn con cá trống nha. Đó, nó đang lên full mình Latinum mới chơi luôn nha, và tay bơi đang rất là dài luôn nha. Em vừa tách trống mái xong đó anh em. Này cái hồ này nghẹt luôn nè. Cái hồ này khoảng tầm 4 50 con cá mái luôn đó anh em. Mà còn tơ chưa 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 bán được nha. Cái hồ này cũng vậy luôn nè. Nè cái trống em thấy không, nhìn ở trên thân cái lớp Platinum đẹp quá ha anh em. Thì Dumbo bên chạy em á, là chuyên về làm về Dumbo ha, rất là nhiều luôn anh em. Đó, size vừa tới size là đầu tách tách trống mái ha. Thì cái cám này rất là thơm luôn anh em, giúp con cá anh em nó khoái ăn lắm luôn nha. Nó hỗ trợ con cá là lên màu nè, rồi tiêu hóa tốt cho anh em, có em hỗ trợ thành phần là vitamin tổng hợp anh em, rồi tảo sắn nữa nha. Đó, mấy con mái này phơi mất tầm 10 ngày nữa là xuất bán cho anh chị em được rồi nha. Mấy cái hồ luôn nè, mấy cái hồ này là cho ăn rồi khoảng tầm 10 ngày là ok, là con cá cực kỳ đẹp luôn anh em. Hàng này còn tơ zin à, hàng tơ thì cá hơi giá hơi mềm một xíu nha, còn cái hàng mà hàng chuẩn giống anh em thì giá sẽ nhịn hơn một xíu nha. Nè, đây là cái khu sau nhà em nha anh em làm nuôi cá nè, khoảng tầm được cả trăm hồ rồi. Đó, đây là cái dãy thùng xốp nha anh em, thùng xốp thì em nuôi moly cũng nhiều nè anh em thấy không, moly bệnh Platinum nha anh em, nó hơi nhát anh em ơi. Hôm sau mình sẽ cho nó ăn, từ nó sẽ nó ăn nha, cho ăn cám dặm thêm nữa ha, chứ mấy con này nó bào trùng chỉ lắm luôn anh em. Hồi buổi sáng là em cho ăn trùng chỉ, buổi chiều cho ăn cám nha, ngày cho ăn 2 cử anh em, có khi cho ăn 3 cử nghe, cho ăn ít thôi nha anh em. Rồi hồi là bờ lưu tật văn nè, bên đây cũng mô ly luôn nè anh em. Hồi là hồi cá con anh em, cá con cái hồi này mới khoảng tầm 1 tuần tuổi rồi nha. Đó anh em thấy không, quá trời cá con nha anh em, cá trăm con cá con đó, nhìn thấy chơi luôn ha, cá nào khỏe luôn anh em. Nè Jumbo cá giống của em nè, cá giống này đẻ được có tầm 3 4 lứa rồi đó anh em ơi, size này đẻ được có 3 4 lứa rồi nha. Còn mà có một số cá trống thì sẽ bị gắt tay bơi nhẹ một xíu, tại vì nó cắn nhau anh em, nó cắn nhau với mái rồi ha. Cái hồ cá giống vậy đó. Rồi moly á nè, moly để nền cam thì cái màu nó không có dạ lên anh em thấy không đẹp không ha, nhưng mà nó rất là đẹp luôn anh em, phun trắng hết trơn nha, moly sọt đuôi én đó anh em, trên thị trường gần đây rất là hot luôn ha. Rồng xanh này còn ít con, sọc ngựa cánh tiên ngày bữa em lựa lên một mớ anh em. Này còn cái hồ này còn ít con sọc ngựa ha, nó xanh xanh dễ quen đó. Này cái hồ cá giống của em luôn nè, cá giống là đợt này đợt hai của em nữa anh em, đẻ được khoảng tầm 5 lứa rồi đó, cũng lâu lắm rồi đó anh em, cá giống đợt hai đó ha. Con nào cũng lấy cái size bằng ngón tay cái luôn anh em, rất là to luôn. Nè rồi cái hồ bên đây á, là em mới lựa lên nha, chưa đẻ luôn nha anh em, cái này em để làm giống đó, cá chưa đẻ nha. Nó đang ôm bọn trứng anh em thấy không, ôm bụng bầu chà bá lửa luôn ha. Hồ này thì cá con sai bản tầm tháng tuổi nè. Hồ này cá trống Dumbo không nha anh em, để cái nền trắng nó hơi bị gì vậy? Tái cái màu con cá đi ha, mà không sao hết anh em. Nè blue coi sọt anh em, sát kinh luôn ha. Hôm hởm còn để lại khoảng tầm 5 7 cặp làm giống đó, nó ngủm hết trơn rồi, còn được có 3 con cá mái à. Anh em thấy không, cá con ngoài rất là nhiều luôn nè,
ngắn ngủn mà nha anh em, nó sọt mà. Mấy cái hồ này thì chưa có cá, chưa có để cá. Ít hôm nữa em lựa tách hồ ra, em đưa quay anh em xem ha. Nè, đùm gồng xanh anh em thấy không? Gồng xanh em phơm nè. Lên phui mình lên tay nơm mới chơi luôn, màu sắc cá rất là đẹp nha. Nó hơi tối một xíu nha anh em. Đó, anh em thấy không? Có dạ cái ánh ánh mình là tay nơm trên thân á. Nữa em bắt lên hồ sôi, em sâu kỹ anh em xem là nhìn con gồng xanh anh em ghiền liền luôn ha. Đó, cái hồ này khoảng tầm được 40 con à, ba mấy con, 40 con anh em. Mấy con này màu đẹp luôn, màu tươi lắm nha. Đó, đang phơm đó anh em, phơm cái hồ rộng luôn ha. Nè, mô ly nè, mô ly cũng khá là nhiều anh em. Mấy con mô ly nào sai bự bằng ngón tay chứ không nha. Mấy con này là anh em không có đặt rất là nhiều nè. Đặt rất là đẹp anh em, rất là dễ nuôi nha. Mô ly là cực kỳ dễ nuôi luôn anh em, để nhiều nữa anh em ơi. Anh em cứ trên nó dễ nuôi, không phải màu lắm luôn nha. Rồng xanh nè, mái rồng xanh anh em. Đó anh em thấy không, sai như vậy là sức bán anh em rồi đó. Lựa phơm rất là đẹp luôn. Này cái giống nè, giống Dumbo anh em. Cái hồ này thì họ mới mới lựa được khoảng tầm tháng rồi nè, tháng trước em lựa vừa lựa ra để được bày giống nè. Đó, cái giống của em anh em thấy ghiền không? Con nào nấy được à? Uống nu rồi ha. Đó, tay bơi rất là dài luôn. Rồi qua mấy cái hồ bên đây luôn nè. Hồ cá giống rồi nha anh em. Nè mấy con giống của em đang ở bầu nè anh em thấy không? Hai con này là chuẩn bị đẻ luôn nè. Đó. Hồ bự cho bá lửa nuôi có 4 con à anh em heo. Cái đồng sớ em rất là to luôn nha, nuôi có 4 con rồi đó. Nè hồ đồng vậy nuôi cũng có 4 con rồi nha anh em. Đó anh em thấy không, nuôi có giống mà màu lớn anh em. Cho màu đẻ nha. Nè hồ này cũng vậy luôn rồi nha. Mấy hồ cái giống này đợt đầu nè, đợt sau nè anh em thấy không? Có con bự con nhỏ đó. Có một số hồ còn trống nha anh em, để em qua mấy cái hồ này cho anh coi, anh em coi Dumbo rồi nha. Này Dumbo này cái hồ này vừa tách trống mái nè anh em thấy không? Đó. Cái trống cái hồ sát bên nha. Anh em thấy không? Cái con trống anh em thấy không? Có một số con thì nó chưa lên full lên nơm hết trơn nha, tại vì hai ba bầy á anh em. Nè, đây là cái hồ của cá mái bên đây nè anh em thấy không? Cá mái là cái hồ trung bộ á anh em, trung bầy á ha. Nè. Ở bên đây cũng vậy luôn nè, em tách ra hai cái hồ này em tách trống ra riêng trơn rồi đó. Anh em thấy không? Cái mái không này nha, mái này cũng không màu sắc gì mấy. Còn cái hồ này thì cái trống không là anh em thấy không? Đó, hai hồ em bắt em tách cái trống ra hai hồ luôn đó. Đó, vài bữa phơm là cái màu lên rất là đẹp luôn, tay thì rất là dài luôn nha anh em. Rồi trên đây thì một số cá con anh em ơi. Cá con tầm tháng gần tháng ngoài tuổi nha. Nè anh em thấy không? Đó, cái này phải tầm nửa tháng tuổi nè. Cái hồ này em định để làm giống lên nè. Nuôi Dumbo nền vàng đẹp quá anh em, mốt phải nuôi nền vàng hết luôn quá. Nè full gold nè, cho ăn miếng luôn, full gold nuôi thêm chơi đây ha. Bên trại em thì full gold có nhiều lắm luôn nha anh em. Em có trại cung cấp gold, làm hàng gold riêng cho em, cho nên anh chị em yên tâm. Giá thì em để giá cực kỳ ưu đãi luôn. Nè cá Dumbo luôn nè, trại em thì chuyên về làm Dumbo thôi nha. Nè cá con nè, đây là cái khu cá em nuôi sau nhà thôi nha anh em, em còn hai khu nữa nha. Đó. Ở cá con nè, khoảng tầm nửa tháng tuổi đó nha, quá trời cá con luôn anh em ơi. Rồi thì anh em có đang xem clip thì nhớ cho em xin một like và một đăng ký kênh YouTube nha anh em, có cần đặt chồng cá nào thì cứ nhắn tin cho em nha. Đó. Thì anh em nhớ cho em xin một đăng ký kênh, anh em cứ theo dõi đi, theo dõi kênh em ha, rồi mỗi em cập nhật rồi em báo giá cá rồi các dòng anh em có cần dòng nào thì anh em cứ nhắn tin cho em qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó nha anh em. Cái hồ mà hy sinh anh em thấy không? Đó, nuôi hy sinh chơi anh em, cá hồ đẹp, cá con không rồi nha. Ní ní đẻ mấy con hy sinh rồi dục vào đó ha. Nuôi rất là khỏe luôn anh em. Rồi chào tạm biệt anh chị em nha.